chào tất cả các chú anh chị và các bạn đang có mặt ở kênh của em. Thì hiện tại em đang có được nhà ở đường Nguyễn Thị Thập, hướng vào bên khu Trung Sơn. Hiện tại thì hiện đây thì làm một clip chia sẻ cho các chú anh chị về khu vực này. Thì mời tất cả các chú anh chị và các bạn cùng theo dõi video của em để xem trên đường này có thay đổi gì. Bên khu Trung Sơn này thì thấy là chủ yếu là toàn là khách sạn, nhà nghỉ rồi này kia là nhiều. Là nguyên con đường mới xuống có mấy căn là em thấy đã có là 4-5 cái khách sạn rồi. Dạo cái con đường trong này thế sao? Trước em hay đá banh ở bên đây trong cái hẻm này nè. Sau này thì anh nghĩ là anh cũng đi làm này kia không có thời gian. Thì toàn là khách sạn. Đi hướng này một xíu nữa hình như là ra đường Nguyễn Văn Linh thì phải. Hai bên không có gì ngoài khách sạn. Con đường này nhìn yên tĩnh quá ha. Em đi thấy yên tĩnh rồi, ở nhà ở đây đúng yên tĩnh luôn.
Này có miếng đất đang bán. Dạ, giờ tới đây em mở trái cũng với đường này được gì, nhưng mà đường này chưa đi tới đây nữa. Số 10. Số 10 chắc đi ra hướng chung cư. Đường 9A, đường 9A này là cái đường mà đi ra ngoài Nguyễn Văn Linh nè. Rồi em đi về quê em hay đi ngang ngoài đường ngoài đây chứ em không có đi được chỗ này em không biết. Rẽ vào đường, đây là đường số 8. Không biết nó đi được tới đâu. Đi đại đi tới đâu đi hay tới đó. Còn không biết thì đi ngược tới ra. Ở đây có một cái bệnh viện. Ba đi thử. Cái đường này thật sự là lần đầu em mới đi luôn. Chứ bình thường em cũng không có đi mấy con đường này cho nên em cũng không biết. Đây có một cái Singapore International, cái trường học giờ mới biết luôn. Đường số 3 là đi một xíu là đi dưới chân cầu. Em thấy được cây cầu rồi. Sự là bên khu Trung Sơn là không có gì khác ngoài những khách sạn, giá thì cạnh tranh với nhau. Trái còn cái công viên nè, nhìn mát quá, đi đi vòng vòng cái công viên này chứ, nhìn đúng kiểu mát mẻ luôn á. Đây có chỗ mà chưa dăng cái võng này nằm là ngủ trưa hơi bị ngon. À,
Thì video của em cũng xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị vào video tiếp theo. Đây có một cái show đi mô tô. Giờ anh sẽ đi ra cái hướng để đi vòng ngược lại, đi qua cầu đi về. Chứ em không biết đường đi.